Rồi, chào mừng anh em đến với channel của Zomark. Ở video hôm nay thì không phải là review hay hướng dẫn sử dụng máy in hay là chip 4G nữa, mà mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Ở đây mình có một máy vừa tích hợp đo nhiệt độ và vừa tích hợp phun dung dịch khử khuẩn luôn. Ở đây thì có một cái máy phun sát trùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và xem cách sử dụng cũng như hiệu quả của hai chiếc máy này tới đâu nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có ở đây đó là máy K10 Pro. Đây là một máy vừa tích hợp đo nhiệt độ với nhiệt kế ở phía trên. Khoảng cách đo là 10cm cách cái vật thể đo. Cụ thể chúng ta thường đo ở chán ở đây. Đây có tích hợp đèn ở đây nữa và cái đèn LED thông báo nhiệt độ ở đây. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cái bộ phận cảm biến và cái pack này nó sẽ phun nước ra, phun cái dung dịch khử khuẩn từ đây ra. Và cái máy này nó được thiết kế có thể gắn vào tường hoặc gắn vào một cái chân đế thông qua cái mao, cái vị trí gắn ở dưới này. Đi kèm trong máy thì chúng ta sẽ có một cái chân đế như này và một cái khay để hứng những cái nước nó thừa nó chảy ra. Đồng thời chúng ta cũng có hai cái pad, cái này dùng để gắn vào tường và gá cái máy treo tường hoặc là treo lên những cái bề mặt nào đó. Kèm theo là một giấy hướng dẫn sử dụng như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp chiếc máy vào nhé. Chúng ta nhìn phía sau đây ạ. Có một số cái lỗ để gá cái này lên nếu trong vị trí mà chúng ta muốn treo tường. Chúng ta dán cái này vào tường và gắn cái này lên đây. Ở đây là vị trí của loa, âm thanh sẽ phát ra từ loa này. Máy có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta sẽ lắp pin. Ở đây chúng ta sử dụng hai cục pin, hoặc là chúng ta sẽ cắm nguồn trực tiếp thông qua cái cổng USB này. Đây có nút Power và nút Function. Nút này thì để chuyển các chế độ, một xíu nữa mình hướng dẫn sau. Phía trên này là phần nắp để chúng ta đổ cái dung dịch vào. Chúng ta có thể sử dụng cồn y tế là được rồi. Và cái bình này thì có thể tích chứa là 1 lít. Chúng ta có thể xem thêm những cái thông số ở đây. Rồi chúng ta sẽ mở ở đây để cho dung dịch vào và sau đó chúng ta sẽ gá lên cái chân này. Đây thì mọi người sẽ nhìn thấy có hai vị trí khe hở ở đây. Chúng ta sẽ gắn hai cái mao này vào. Cái vị trí này nó cũng sẽ cho chúng ta biết là cái mực nước tới đâu rồi nhé. Đấy, sau khi gắn hoàn chỉnh chúng ta như này, hoặc là chúng ta có thể treo vào tường, ví dụ như thế này. Rồi trong trường hợp này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng khi mà chúng ta cắm điện trực tiếp. Cái này thì cắm cái nguồn 5V thôi. Chúng ta có thể ở những vị trí mà không tiện đi dây, chúng ta có thể sử dụng một cục sạc dự phòng. Chúng ta cắm vào thì nó tiêu tốn rất là ít pin thôi, nó sẽ đảm bảo chúng ta sử dụng được rất là lâu. Đây, chúng ta sẽ cắm cổng Type-C này vào đây. Đó, sau khi có nguồn cấp vào thì cái đèn này sẽ nhá liên tục để báo chúng ta biết là đèn đang có điện cắm vào rồi. Rồi, để khởi động máy lên thì chúng ta sẽ bấm cái nút biểu tượng power, nút to ở đây. Bấm vào. Đó thì ngay lập tức đèn sẽ sáng lên như thế này. Chúng ta có thể sử dụng được ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đo nhiệt độ này. Đó. Và máy thì có khá nhiều ngôn ngữ, hiện tại nó đang đọc bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Chúng ta có thể đo những cái vị trí khác trên cơ thể, ví dụ như là tay. Đó, lòng bàn tay chẳng hạn. Mà thông thường thì chúng ta chỉ yêu cầu đo ở trán, tại vì những người mà có triệu chứng sốt hoặc là nóng thì phần trán là phần nhiệt độ chuẩn nhất. Đó, báo đèn xanh này là ok. Rồi chúng ta sẽ lấy cái dung dịch rửa tay bằng cách là đưa tay phía dưới. Đó, phía dưới đây nó có cái cảm biến, khi chúng ta đưa tay tự động là cái dung dịch nó sẽ chạy ra, nó phun ra tay chúng ta này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thao tác điều chỉnh với hai nút bấm ở đây. Đây, khi chúng ta bấm vào nút nguồn thì nó sẽ chuyển qua các chế độ. Đầu tiên đó là độ C hoặc là độ F. Thì ở Việt Nam chúng ta sẽ dùng độ C này. Tiếp đó chúng ta bấm chuyển. Nó có hai chế độ, đó là đo theo cái body hoặc là đo theo cái chế độ này. Thì chúng ta chọn cái body này nó phù hợp hơn. Tiếp đến chúng ta bấm vào nút nguồn ở trên, nó chuyển chế độ mới tiếp theo. Đây là cái nhiệt độ cảnh báo. Với những người mà có nhiệt độ lớn hơn 37,4 độ thì thiết bị nó sẽ báo đèn đỏ và nó báo âm thanh cho chúng ta biết là bất thường. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách bấm cái nút nhỏ ở dưới này. Đó, tăng nhiệt độ lên. Cái nhiệt độ của chúng ta nó sẽ nằm trong cái ngưỡng. Đây, cao nhất của nó là 39 độ và thấp nhất là 37,3 độ. Đấy, chúng ta có thể để 37,3 độ. Tức là những người có nhiệt độ cao hơn cái ngưỡng này thì nó sẽ cảnh báo. Rồi đó là cảnh báo nhiệt độ. Tiếp theo, đây là cái âm lượng. Hiện tại nó có 4 mức là từ 1 đến 4. Đó. Đây mình để mức 4. Tiếp theo là ngôn ngữ là tiếng Anh. Chúng ta có thể chuyển sang những ngôn ngữ khác.
Đó, có tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp rất là nhiều. Nhưng mà để hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh. Sau khi thiết lập xong ấy, thì chúng ta sẽ bấm giữ nguồn để tắt để cho nó nhớ chế độ. Sau đó chúng ta bật nguồn lại lần bấm thôi. Đó thì cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp với những công ty, văn phòng hoặc là cửa hàng như là Bách Hóa Xanh, siêu thị. Thay vì phải có một nhân viên đo cái thân nhiệt cho khách hàng vào ra thì thứ nhất nó mất thời gian, mất nhân lực và hai nữa là nó cũng nguy hiểm cho cái người đo đấy. Mình nói ví dụ đi, công ty nhân viên đến làm mua một cái máy này gắn ngay cửa. Có hai cái gắn hoặc gắn lên tường, hai là gắn lên cái chân đế như thế này. Đó, có thể lưu động được, gắn vào pin dự phòng hoặc gắn pin. Khi mà nhân viên tới đi và làm, bạn nhân viên đó chỉ cần lại đo nhiệt độ rồi sát khuẩn tay. Vậy là ok. Thậm chí khi là có khách hàng hay đối tác đến thì cũng thực hiện như vậy, nó rất là văn minh, rất là đơn giản. Hoặc là những cái điểm công cộng, quán ăn, nhà hàng, trang bị cái này để ngay cửa ra vào trước khi bước vào quán, bước vào nhà hàng đấy, thì khách hàng tự thao tác. Chúng ta có thể in những cái hướng dẫn, những cái sticker hướng dẫn cho khách hàng, hoặc là có nhân viên đứng đó hướng dẫn qua một chút thôi là khách hàng người ta làm được. Tại vì hiện tại các hệ thống siêu thị như Aeon hay là những siêu thị lớn người ta đã trang bị những cái máy như thế này, hoặc là những cái máy hiện đại hơn rất là nhiều. Nó đo bằng camera nhiệt luôn. Thì những chiếc máy như này sẽ đáp ứng được cái việc đó trong cái mùa dịch như thế này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái sản phẩm rất là ngầu, rất là hầm hố ở đây. Thì nó sẽ là một cái dụng cụ để chúng ta phun cái dung dịch khử khuẩn, như ví dụ như là cồn y tế. Rất hiệu quả với cái bec đầu phun ở đây. Và súng thì có tích hợp cái viên pin có dung lượng là 3000 mAh, sạc đầy trong khoảng 2 tiếng và nó có thể hoạt động liên tục trong vòng 3 giờ. Và cái bình chứa của chúng ta có dung tích lên tới 800 ml. Rồi, với súng này thì sau khi mua về chúng ta sẽ vặn cái lọ này ra để cho dung dịch vào. Đây, vặn ra như này, cho dung dịch vào xong rồi vặn vào lại. Ở đây chúng ta có một cái đèn báo trạng thái, đây là cái nút vặn cái công suất cũng như cái mức phun của máy. Đây là có cò pin được để dưới đây để cho nó nặng hơn, để giữ thăng bằng tốt hơn. Phía sau chúng ta có một cổng sạc micro USB với cái viên pin 3000 mAh sạc đầy trong vòng khoảng 2 tiếng với cái nguồn 5V và chúng ta có thể sử dụng được trong khoảng 3 tiếng. Rất là ghê đúng không ạ? Đó, cầm lên rất là ngầu như này. Rồi để mình thử cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người xem cái đầu bec nó phun ra này. Đó, rất là mạnh. Thì với những cái sản phẩm như này, với những cái súng như này, nó sẽ giúp chúng ta khử khuẩn trên những cái bề mặt hoặc là xe cộ, quần áo, phương tiện, đồ đạc gì đó hiệu quả hơn. Rồi như vậy là mình vừa mới giới thiệu cũng như hướng dẫn qua cho mọi người cách sử dụng hai cái thiết bị ở đây. Một thiết bị vừa là đo thân nhiệt, vừa là phun cái dung dịch sát khuẩn tự động. Thứ hai là chiếc máy phun sát khuẩn như thế này. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho mọi người lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp đáp ứng những cái nhu cầu sử dụng của mình. Hai sản phẩm này thì đang được phân phối bởi Zomark, mọi người có thể mua ở dưới link mô tả phía dưới nhé. Mọi thắc mắc hay là câu hỏi thì mọi người vui lòng comment dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.